Hello, chào mừng các bạn quay lại trên channel Trần Hùng 83 mình nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục chơi tựa game rắn săn mồi nha các bạn. Là con đầu tiên của mình. Và hôm nay mình cũng chơi một con rắn xúc xích nha các bạn. Màu cam nha các bạn. Và pha thứ hai của mình đây. Wow. Đây một con nữa để mình đọc. Và đọc cái con này trước nè. Xong. Thế thì mình sẽ được một con nữa. Bye.
về chưa đông đã xe có vòng tay chờ trên em này cái gặp đôi dù chẳng tan trong mình chỉ cần được bên em để sẽ chia và dù cho ai có lỗi là anh xin cho em lời để tìm được nhau ban đầu. Mình mới ăn được chai nhân năm. Ôi. Không, một chút thành thành. Đấy rồi, buồn cười. Thôi, nhớ bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Bye bye.